chào mọi người nhá. Hôm nay trời nắng nên mình không làm món ăn, mình chuyển sang làm đồ nướng rồi. Vừa làm được một số sản phẩm này về để test làm cho mọi người xem nhá. Đây là món chân trâu đường đen. Nó tuy là cũ rồi nhưng mà mình mà thử làm cho mọi người xem nhá, thì mình vừa mới có một cái sản phẩm này là chân trâu mà nó là dạng thật. Chân trâu thì chân trâu ngọc trai, chân trâu trắng, nhưng mà nó có đường đen, thì làm cả chân trâu đường đen ra thạch và chân trâu đường đen hạt bằng hạt năng nhé. Xem cái nào ngon hơn rồi review cho mọi người biết nhé. Để nấu cả cho ba con ăn nhỉ, review cho các bạn xem nhé. Không, đoạn tiếp theo là không, đoạn đổ chân trâu này nhé. Không biết là mọi người đã biết hay chưa, nhưng mà dù sao thì mình cũng vẫn làm lại các thao tác này để cho những người chưa biết nhé. Mình sẽ đổ chân trâu. Trước tiên là bật nước lên. Ok, nước sôi rồi mọi người nhá. Giờ ta bỏ chân trâu vào thôi. Chắc mình chỉ bỏ nửa chỗ này thôi. Bỏ cả gói nhiều quá. Ta giải đều nó ra nhá, đừng có để một chỗ nó sẽ dính. Ta cứ để lửa thế này đến khi nó sôi trở lại nhé, sôi như lúc này trở lại, nhưng mà sôi như trở lại nó sẽ bung ra, ta mới khuấy nhẹ. Đây, nó tự rời nhau hết, nó không dính luôn. Các bạn nên lưu ý là lửa phải thật to, nước phải thật sôi, thả dàn đều ra, nước nhiều thì nó sẽ không bao giờ dính. Rồi tiếp theo là gì? Ta hạ bớt nhỏ bớt lửa đi, không để lửa to là hạ bớt lửa đi và để cho nó khoảng tầm 30 phút. Sôi như này 30 phút này. Vì đây là chân trâu, không phải chân trâu tươi, nên ta cho sôi liu riu khoảng tầm 30 phút nữa. Đây, bây giờ là 14:44:40. Giờ ta để sôi liu riu đến khoảng tầm 3:10 ta tắt bếp nhá. Đây, mình hơi quá giờ một chút nhá. Được rồi, giờ thì tắt bếp. Mình tắt bếp đi để uống thêm 20-30 phút nữa nhá. Giờ mình đổ chân trâu ra và rửa sạch lớp nhớt của hạt chân trâu đi cho nó đỡ dính nha. Rồi giờ mình xối lại thêm nước lọc vào cho nó an toàn. Tí nữa ta còn đun lại nước này. Rồi giờ mình sẽ chuyển sang công đoạn nấu nước đường nhé. Đường thì là có hai món. Nấu nước đường để cho chân trâu thì có hai cách nấu. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn với cách nấu bằng đường đen Hàn Quốc. Còn cái chai này, siro đường này thì nấu nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà mình sẽ không hướng dẫn với cách này, thì gần như các quán người ta sẽ áp dụng. Nó đơn giản hơn, nhanh hơn, để mất công nấu. Mình sẽ nấu nửa túi đường này, với một cân mình nấu 50g. Không biết là mình làm bao nhiêu cốc, mình ngã chừng thôi, nấu khoảng tầm 50g đi, thừa còn hơn thiếu. Rồi thì ta bật bếp nhá, đun lửa nhỏ để cho đường nó tan ra nhá. Quên mất, nếu nói thì các bạn còn thiếu bột năng nhé, ta cho thêm ít bột năng. Trong khi ta lấy một ít bột năng ra khoảng nước một tí để ta tạo sệt cho nước đường đen nhé. Đẹp quá. Quên nhé, một năng nhé, mình có một lượng để khoảng tầm một đấy. Ta hòa nước cho tí để bỏ vào nước đường đen. Rồi nước đường đã sôi rồi mọi người nhé, ta cho chút bột năng vào để cho nó có độ sánh. Đây, nước bột năng mình đã hòa nước ra đây. Cho thêm vào nhé, cho từ từ thôi mọi người nhé. Cho khuấy đều đi. Giờ thì ta cho chân trâu vào nhé. Rồi cho chân trâu vào như thế này để tránh lúc nãy mình rửa có dính nước lã. Nên mình cho lửa nhỏ để cho nó hâm nóng lại chút nữa cho chân trâu nó được an toàn nhất nhá. Rồi mọi người nhá, nước đã sôi trở lại.
xô lên tay trở lại giờ tắt bếp đi, đó cho thêm cơm để đá thôi. Rồi đây là cái công đoạn mình nấu chân trâu và chuẩn bị chân trâu để là đã xong rồi. Đây tiện thể giới thiệu luôn cho mọi người nhá, trong cái túi chân trâu lúc mình giới thiệu á, chân trâu dạng thạch á, đây nó như thế này này, đấy nó dạng thạch đấy, cái này là nó giòn giòn sật sật, kiểu dạng ngọc trai, giống vậy, giống kiểu chân trâu ngọc trai á, nhưng mà nó làm nó tẩm vị đường đen vào nên là mùi nó cũng na ná. Nên nhà mình sẽ review luôn xem nó thế nào nhá. Giờ mình tiến hành trước nhá, ta làm cốc khổng lồ của ta trước, tiến hành chỉnh ra sau. Mình sẽ làm vào một cốc khổng lồ này xem nó đẹp đến cỡ nào nhá. Trời hơi thế này mà to một cái thôi, quên cho thêm miếng nước đường thôi. Rồi cho thêm nước đường vào nhá. Rồi bình thường cốc này là cốc siêu to khổng lồ, bé ngồi lại kia, bé ngồi lại kia. Chị vào, bên em chị vào. Hai của chúng ta. Quá! Bắn rồi. Chân trâu đậm đen của bé đấy. Đen là đậm màu đen đấy. Yeah. Đen. Rồi không thì chọc đi để cho đen nổi đi. Từ từ chưa xong. Lại một tí thôi. Được chưa? Rồi, bắt đầu từ từ. Thế mà cho thêm ít chân trong này. Đây, dần, bắt đầu ít chân trong này nha. Bắt đầu cho bạn. Đây, chân trong này có nổ ớt không nổ? Ớt nổ. Đây, chân trâu đậm đen của bên. Thịt chưa? Đứng bên trong, bên sọc bên trên. Bên sọc bên trên. Ta phải rộn xuống mức đường trên xem thế nào. Wow, ta sử dụng trên mức đường này trên nhá các bạn nhá. Cho nó thiệt ngọt lên nào. Woo. Nó không nổi. Đây, cốc trà sữa này siêu to khổng lồ luôn mọi người ơi. Nào. Quên mất mọi người ạ, cái này mình bỏ là cái này để trang trí về cốc hoặc quên bây giờ với màng dạ nhé. Đây là có đường. Ừ rồi, mẹ thử cái chân trâu mứt vào xem. Để bên đổ nhá. Từ từ không? Khi bỏ thêm à? Chưa có mít. Đây nhá, nhiệm vụ cái này mình muốn mua cái này này để mix trang trí đây là mọi người. Đấy. Đen nữa. Đây, nó sẽ là như thế này mọi người. Đen bao rồi. Nó sẽ bóng thành nhá. Đây mọi người nhá, đây là ba sản phẩm của gia đình làm đây. Mình quên mất lúc đầu mình quên mất cái siro mua về để trang trí mình lại không mang ra. Đây là thành phẩm của gia đình mình đây. Cái này mẹ mix thêm hạt châu châu kia nó chẳng biết giảm nó có khác không? Không sai, nó chẳng có luôn. Cả hai thứ vào. Mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn vì cái giá tiền nó cao hơn mà. Cái châu châu đèn nấu thì nó dài hơn, cái này thì rồi giờ thì Châu Anh lại không muốn uống chung với kia, lại muốn tự làm nên là con tự làm một cốc cho riêng con nhá. Đấy, tự mix đi, mix đồ đi. Hai ba con vừa mới mang sang cho bên ông bà nội và cô Trang. Con muốn ăn gì thì con tự mix.
ngọt đậm thì tự con. Đấy. Sữa, đá. À, cho cái xì dô này này, cho nó đẹp. Còn rót xem có đẹp, biết rót không? Nghiêng thành. Chưa chưa, ăn tham. Nghiêng thành, đúng rồi. Tham chưa? Xem có độ khéo của bé Kem thế nào nhé mọi người nhé. Ta phải để lên đùi vì cái chai nó quá nặng mọi người ạ. Không sao hết. Quay đi. Tôi sao chân trâu đen thì bao sao chân trâu màu gì nữa là chân trâu phải màu màu đen. Rồi, con cho mọi người xem nó bị rớt vào tay rồi. Cái này thì không thể trách được nha mọi người nha. Vì chai này nó rất nặng đối với bé Kem. Đây. Đấy, các bạn thấy là khéo đổ con này. Đấy. Mọi người thấy bé Kem có khéo tay không? Đấy. Rất tuyệt vời, rất đẹp luôn. Chỉ qua hai lần gọi là bé Kem làm hai cốc. Lần thứ hai bé Kem làm nó rất tuyệt luôn này mọi người này. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Như ngoài tiệm đấy. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Dạ. Đây là cái sữa mà bác cho vào con đi. Rồi, con uống hết đi rồi bác cho. Không. Rồi, con uống đi. Ngon các bạn. Ừ. Wow, tuyệt vời. Sản phẩm của mình tự làm con cảm thấy khi mình làm ra một cái gì đó ngon là con thấy thế nào? Rất tuyệt vời, rất là vui đúng không? Đây là kết quả của gia đình nhà mình đây. Xong hết rồi. Trân châu cũng hết luôn. Nhà mình ăn không hết đâu nhá, nhà mình cho đấy. Cho nên là có hết được chứ không là không hết được đâu. Video chắc là cũng kết thúc đây thôi. Nếu mọi người cảm thấy là video mình làm hay á, hoặc là cái món này mình với công thức này mình làm được thì mọi người có thể cho mình xin một like nhá. Comment phía bên dưới nếu mình có sai chỗ nào thì cho mình xin ý kiến bên dưới. Và like chia sẻ cho mình, ủng hộ mình nhá. Rồi. Giờ thì bé Kem xin chào các bạn. Bé Kem chào. Chào các bạn. Em ạ. Em bên chào nào. Wow, không chào luôn. giờ video cuối cùng rồi. Rồi thì với công thức của mình, đây là công thức của riêng mình nhá. Chào mọi người. Bye bye.